Cô hiểu chưa? Đó. Giống như mình tới đây cúng dường cho sư cô, chuối là cúng tùm lum hết. Không mà sư cô nói ở cái đại đó đi. Đó. Đó sư cô hôm nay con cúng một trái chuối nha sư cô. Không phải hai trái đâu. Ví dụ vậy. Hồi trước chung người khác cúng hai trái, con cúng tới 10 trái, sư cô có nói đại đó đâu được. Ví dụ vậy. Tức là sao? Tức là ta phải muốn có sự ưu đãi, có sự để ý, có gì đó. Thôi, chót chót rồi, thôi giờ rồi. Rồi, hôm nay mời quý vị hồi hướng này chậm nhất nha. Hồi nay đêm đông chọn thành Phật đạo.